Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Chị gửi lời chào đi kìa. Dạ, em xin chào cả nhà thân thương của Lộc và Lộc Lê. Em chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và sau đây em cũng thành tập. Chứ mà gặp hết vấn đề nè. Với cả nhà, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của em, hai chị em xin hứa cam đoan. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng cho tụi em nói lên một lần cuối cùng, tại cái này nó quá bức xúc cho tụi em, lại nó xúc phạm tới cái danh dự cá nhân của tụi em, nên nó xin cả nhà thương tình hỷ xã bỏ qua cho em để em lên nói cứ một cái điểm này. Em hứa với cả nhà bắt đầu cái clip này á, là tụi em không bao giờ nói nữa. Còn cái vấn đề á, rồi lúc đó hả, từ từ một thời gian nào đó cả nhà mình sẽ lúc đó mới sẽ nhìn thấy cái nào thật cái nào giả. Lúc đó là hả, sẽ nhìn ra người đúng người sai rất là dễ dàng. Bây giờ tụi em không nói nữa, không phải là tụi em sợ cô ta, cô Phước, cô lớn mà cô nói chuyện tốn mấy lời cho phải hai mặt nữa, tốn ba bốn mặt luôn á, mà cô nói xiên nói xó này kia nào, cái sức chịu đựng cái cảm xúc của em. Em bệnh hoạn, em không có thể nào chống chọi được nguyên đêm nay. Em tức nguyên đêm, em không có ngủ được. Đầu óc em quá căng thẳng luôn. Bảo muốn tiệt gốc là tiệt gốc, em với thằng Lộc tới cùng. Mà sự thật những vậy tụi em lên trên này nói là đó là những lời chân thật của tụi em. Không phải là cái cổ vô, nhúng tay vô cái chuyện của làm gì chung với sư cô Thi, mà cổ muốn nói, cổ nhục mạ, cổ này kia nọ. Tại sao cổ làm lớn, cổ không làm gương mẫu cho tụi em. Mà cổ phải như người ta ngồi xuống gọi phone để nói với nhau chuyện gì, mình bàn tính với nhau để mình hợp tác, để mình đem những cái tất cả cái vụ này ra càng sớm càng tốt. Dầu có được cái kiểu mà cái lên cái cho người ta xem lưng. Em biết cộng đồng mạng cũng chắc em nhiều lắm, em hiểu. Mà tại vì không phải em muốn như vậy, tại cổ là cái người dí tụi em vô cái đường cùng và xảo quyệt chứng phạm tội cái vụ vấn đề á. Cảnh sát ngày hôm qua tụi em đi, hai chị em chờ em đi tí, tí nói cái phần đó, tí nói cái phần đó. Giờ mình nói cái nào ra cái đó trước chị. Nãy giờ chưa mời cà phê ha, bây giờ mời quý vị giả một miếng cà phê nha, cho đỡ căng thẳng ha. Thì nói về cái vấn đề mà cô Phước đó, bây giờ trước tiên hết á, em sẽ nói cái video này là video cuối cùng, em sẽ không có nói về cô Phước nữa. Cho dù sau này, sau cái video này cổ lên, cổ chửi, cổ mắng, cổ chửi em ngu, em chấp nhận em ngu. Chỉ cổ chửi em điên, em chấp nhận em điên. Nhưng mà sau cái video này, hoàn toàn sẽ không bao giờ lên nói về cái vụ này nữa. Và hôm nay sẽ em và chị Vân sẽ nói sạch hết. Trong cái video này thôi, ai nghĩ gì nghĩ, ai hiểu gì hiểu, ai nghĩ sao nghĩ, ai chửi chửi. Nhưng điều những điều đó là sự thật hết. Trước hết á, em sẽ nói, cổ nói em á là lợi dụng chị Vân, câu view. Nói thiệt nha, em đi chơi ca sĩ rất là nổi tiếng, em không có quay. Nếu như câu view em phải quay những người ca sĩ nổi tiếng đó. Thứ hai, nếu như nó em câu view, tại sao cái cô Phước đó kêu em lên phi trường em quay, em không lên. Tại kêu em quay làm gì? Giờ ra ngoài quán cà phê, kêu em quay cổ em cũng không quay. Em không quay cổ, cổ tức. Thấy chưa, bây giờ đi nói em mới đi quay chị Vân câu view. Ai theo dõi em đi, em có bao giờ quay người nào không? Mà câu view, cái đó cái thứ nhất em nói chuyện cái gì câu view nha. Em đi á với những rất là người siêu sao, chẳng hạn như Trấn Thành nè, anh Vũ Hà nè, không bao giờ mà quay clip đi ăn uống với họ hết á. Nếu như mà em muốn câu view là em phải quay với họ mới đúng, mới là đi câu view. Còn như đi với anh Nhật Cường á, tại vì anh Nhật Cường á là YouTuber rồi, anh đi quay này nọ, cho nên hai anh em hợp tác nhau quay. Còn những người khác là không có quay. Nếu như mình câu view là mình phải quay hết tất cả những cảnh đó mới là câu view. Còn chị Vân thực sự chỉ là một người thường thôi, không phải là một người nổi tiếng, lấy gì ra câu view. Chị Vân á chỉ bức xúc cái chuyện này cho nên em mới lên em nói, chị mới em đưa chị lên nói thôi, chứ không có phải là đem chỉ ra câu view. Chỉ có cái gì đâu câu view, đúng không? Thấy không? Quen mà. Trời đất ơi, nói chuyện là phải nói đúng. Tại vì mấy người này làm là đó, muốn lấy ra chuyện để lấy cái sự công bằng. Thì nếu như mà thôi, chứ có gì đâu câu view. Rồi em đâu có ham lên đây mà để cãi giả đâu. Nếu như mà nói tới câu view đó là phải nói lúc mà từ đầu mà cô qua đây đó, con đã quay cô rồi. Đúng. Con đã bám theo cô rồi, đó mới gọi là câu view. Không phải giống như ai đó bám theo cô đi biển cũng quay, thế này cũng quay, nọ cũng quay. Đó, con suy nghĩ đi. Mà con có câu view không? Chưa quay thôi. Nếu mà ngủ mà quay được cũng quay luôn á, cả nhà nó tật luôn á. Ok, cái chuyện câu view đó xong rồi. Bây giờ em nói cái vấn đề cảnh sát luôn đi.
cảnh sát để mình nói, cảnh sát để mình nói cuối đây. Bây giờ chị nói cái chuyện Olibi gì của chị đi. Thì bây giờ em cũng xin phép cả nhà, em xin hứa với cả nhà một lần đầu cũng như lần cuối, đáng lẽ em không có lên nói đâu, mà cái sự uất ức ngày hôm qua cô Linh cô nói quá xúc phạm về cá nhân, cái chuyện riêng tư cuộc đời của tụi những đứa con lai và cái cuộc đời riêng tư của em, và những cái cách mà cổ nói xuông nói xẻo này, nói nghiêng nói ngửa, nói cái nói tóm tắt rất là thảm tội. Thì điều duy nhất con hỏi cô Phước một điều, cô lên tiếng cái vụ này á, mình lên mình nói vấn đề giữa làm việc chung với nhau, giữa cô bước chân qua Cali này như thế nào, không có tốt đẹp hay như thế nào, và cô xúc phạm con như thế nào, là mình đang nói chuyện cái vấn đề đó. Còn cô đừng có lên mượn cái làn sóng của thằng Vũ, cô lên cô đem cô nói cô kể lễ, nếu mà cô là người có tâm, cô có ăn học thì ở Việt Nam cô có giúp cho những đứa con lai nào con không có cần biết, mà tùy đối với bản thân cô không có giúp. Ok, thì cô nói thôi, cô nói là cô là cái người làm giấy tờ cho những đứa con lai mồ côi 37AC đúng, còn bản thân con chứng là một ngài thái đồng ông Bill ha, là người đem con với con đi, chứ không có người nào đứng ra làm giấy tờ. Con bước chân từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, con không có một tờ giấy nào lặn lưng quần nha. Ha, chỉ có một cái thẻ đeo ngay cái thằng cổ thôi, chưa có một cái tờ giấy nào nha. Nói cho cô biết, cô đừng nói cô làm giấy tờ cho những đứa con lai. Tại vì ở chính phủ, cô nói cô làm giấy tờ, cô giúp đỡ cho những đứa con lai qua đây. Xin lỗi, nếu mà cô nói như vậy, cô điền giấy tờ cho những đứa lai gia đình á, còn lai một cô không có cần giấy tờ gì đâu nha cô. Ha? Chỉ chính phủ chỉ cần cái tên thôi. Nhiều khi thảm tệ cái ngày sinh tháng đẻ, chính phủ cũng nhẫn cho cái ngày bích đê luôn, không có một cái tờ giấy nào hết. Cô đừng nói cô giúp cho con lai, giờ cô đem con lai về nuôi, chuyện đó là chuyện của cô giúp ai đâu con có cần biết. Ha? Mà cô đừng có đem lên cô gơn, cô nói trong đó có con. Xin lỗi cô Phước nha, bớt nổ đi cô Phước ơi, trong đó không có công dân này, là công dân mới biết cô á. Đây là qua cái vụ Cali, cái vụ Sư Cô Thi thôi, con chưa biết cô cái thời hồi xưa Việt Nam như thế nào. Còn cô nói sao ai nói không được, con cũng nói được vậy. Con ở đó con nói, bây giờ con lên con nổ, con nói ở đó con làm việc cho chính phủ, con làm việc cái trong tòa đại sứ Mỹ thì dĩ nhiên ai nói không được. Mà sự thật khi nào mình có thì mình nói, điều thứ nhất. Điều thứ hai, cô nói con là người hút xì ke, xin lỗi nha, cái này hơi quá đáng đó. Cái này cô làm ơn, nếu mà cô nói cái câu đó, cô cho con biết tên tuổi địa chỉ của cô đi. Tại cái này nó xúc phạm cá nhân cho bản thân của con đó. Cái đó không tốt nữa nha cô. Cô đem lên cộng đồng mạng, cái cô nói con là người hút xì ke, lỡ con chết như thế nào. Cái chuyện đó chuyện gì? Chuyện đó bây giờ con có hút đi nữa, chuyện của con. Còn cái này con không có. Nếu một khi mình nói người ta dính vô cái xì ke ma túy á, tù tội á, đó là luật pháp giải quyết, chứ cô cũng không có quyền cô xúc phạm cá nhân người khác. Nghe nha cô, cái đó là cô đừng có làm con giống như các ông áo vàng. Cô lên cô ông cô nói ông áo vàng giết người, bây giờ cô say qua cô nói con là người hút xì ke, sao cô biết con hút xì ke? Ok, trước tiên hết á là cô Phước nói ông áo vàng là kẻ giết người, giết người. Sau đó ông áo vàng á xuất hiện ở Bô Sa, cổ lại mất tiêu luôn, cổ không dám ra đối chấp. Đúng. Và ông áo vàng cũng lên hỏi cổ cái tên và cái địa chỉ, cổ cũng biến luôn. Bây giờ nói thật cho cộng đồng biết, bây giờ thực sự có ai biết cô Phước là ai không? Bây giờ bả lên bả nói người này giết người kia, giết người này chơi xì ke, tới lúc mà bả bấm nút biến mà cái bả đổi cái số phone, có ai tìm ra được bả là ai hay không? Thấy không? Cho nên lúc đầu á các bạn cũng thấy rồi, ổng bả đã vu khống ông áo vàng giết người. Rồi bả đi cùng đâu, ông áo vàng á cũng tức quá chạy qua Cali. Rồi ổng lúc đó bả đâu dám gặp. Thấy không? Bây giờ đổ tội cho là chị dân hút xì ke. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình ở Mỹ mình phải biết luật Mỹ. Nếu như mà cô có bản lãnh á thì cô hãy nhắn cho con cái địa chỉ và cái tên tuổi của cô. Nha. Địa chỉ tên tuổi thiệt của cô nha. Tại vì những cái gì mình vu khống ở Mỹ là mình phải theo luật. Mình vu khống thì mình phải gánh trách nhiệm với cái lời nói của mình. Thấy không? Còn cô vu khống ông giết người, ông áo vàng giết người sao đó. Còn cô còn nói với con là FBI là kêu cô lên nói như vậy nữa. Cô đừng có tưởng con là một đứa con nít. Thấy không? Thứ nhất là vậy đó. Thứ hai cô qua đây cô kêu con quay cô không quay, cô đã quê cái chuyện đó rồi. Con nói thẳng như vậy đó. Là em cứ nói cái vụ mà bả lên bả nói là chị giống như kiểu chị gian lận, gian lận xảo lấy của anh Tâm 300 mà không nói cho bà nghe. Em ngồi em nói cái vụ là tiền khách sạn, là nói em ngồi về quán cà phê em nói với cổ là mấy đám chị em mình hùng tiền mướn khách sạn, bây giờ bả lên bả nói bà không biết cái gì. Cô Phước bây giờ nè, lúc mà cái ngày đầu tiên á mà em gặp ngay chỗ cô Phước ngoài rồi tiệm quán cà phê T
tí nữa em sẽ cho các bạn coi hình Ngọc Tám ngồi chung với nhau, có bằng chứng đàng hoàng. Dạ. Thì lúc đó đó em mới đưa cho chị, lúc mà trước khi cô Phước qua đó là chị là chị Vân đã có nhã ý gọi người này gọi người nọ. Đúng. Để mà giúp đỡ cho cô Phước để có chỗ ở bên đây đàng hoàng, chứ không tại người ta qua đây rồi không lẽ bây giờ mình để người ta bỏ không như vậy, bỏ con bỏ giữa chợ chẳng hạn. Thì chị Vân á đã kêu người này người nọ để quyên góp, thì trong đó có anh Tâm 300 phải không? Đúng. Em là 100 nè, rồi Vũ 100. 100. Phải không? Chị 200, người kia 200. Người kia 200 nữa. Giấu tên. Đó. Lúc mà cổ qua là chị gọi cho em á, tối đó là chiều chị anh Tâm ra phi trường đón cổ á, là chị mướn một cái giống như kiểu như cái nhà trọ cái nhà ở Mỹ trọ, này nè. Xe phòng á. Giống như kiểu như khách sạn mà nó rẻ hơn khách sạn. Thì không phải là xe phòng, nó giống như nó là cái kiểu nhà du lịch á. Airbnb á. Thì nó cho mướn á một ngày á là 60. 60 hả? Nó kêu mình đặt cọc 200. Em nghe cho kỹ nha. Thì trước khi á em chị vô chị mướn, em hỏi á mướn bao nhiêu ngày. Em phải làm nó làm giấy tờ cho mình. Bà em nói em mướn 10 ngày thôi, thì bây giờ em ở tiểu bang khác qua đi chơi em muốn cần 10 ngày thôi. Thì á 10 ngày là 600. Đời với xích 200 là 800. Thì á tự nhiên á thì cái qua nhà quốc võ về này kia nọ cái chuyện á tùm lum, đó là bà chủ nhà bắt cũng dòm ngó thiệt. Chứ không phải là không có. Bắt đầu cô Phước mới nói dọn đi ra chỗ khác ở đây mà lại phải để ý không có tốt mình không có làm việc được. Thì bắt đầu á chị mới báo cho em. Thì em nói á, lúc giao kèo á nếu mà em chị đi sớm là bà lấy cái tiền đặt cọc đó. Thì người ta đó để cái phòng trống người ta đâu có chịu em. Đúng rồi. Hiểu chưa? Thì á đó đúng bà nói vậy là giống như chị ăn chặn cái đồng tiền đó. Mấy chị em ở Mỹ biết mà mình vô mình mướn cái gì bây giờ phạm tội vô mướn cái sàn nó cũng bắt để đặt cọc nữa. Còn cái vấn đề mà ở về lúc khi mà ở đi chùa về đó đi vô cái khách sạn mướn khách sạn để cho cô Phước vô trong cái khách sạn vô Lý Đô Sài Gòn mình này. Thì á lúc mà tới anh Tâm chở cổ tí nào chở chị. Thì á cái ngày đó mà chị ngồi trên xe, tại sao ngồi tuổi xe chờ lâu á anh chị bà con biết không, thì cái ngày đó em xin lỗi nha, em ngồi trong xe không phải là em ngồi em chơi, không phải là không có tiền vô mướn khách sạn, em đang hợp cho con em. Mấy đứa nhỏ đi học đó, nhà trường nó gọi chân nạn để cho mình hợp cho con mình vấn đề học hành này kia nọ đó. Thì em đang nói chuyện, đang hợp với hiệu trưởng với tất cả giáo viên luôn. Nên em không có ra được thì á, ngồi chờ lâu quá em mới nói thôi con em đứng ra mướn đi. Thì tiền em đã đưa cho Tri Nạ hết rồi. Thì á, Tri Nạ nó giữ 600, bắt đầu khách sạn nó kêu bắt đề với xích vô 100. Bắt đầu Tri Nạ nó nói chú Tâm có 100 tiền mặt ở đây không? Đưa cho con để con vô đặt cọc, nó bắt mình đặt cọc thì mình mướn chỗ đó 6 ngày. Biết chưa? Thì bắt đầu thì cái 6 ngày thì 600 đúng rồi, nó kêu đặt cọc 100 thì anh Tâm mới đưa 100. Mà bà nói anh Tâm đưa á, không có tiền, nó không có tiền. Tại sao bây giờ mình không gọi anh Tâm cho anh Tâm lên nói chuyện nó thẳng? Bây giờ mình nói cho cộng đồng mạng trước, bắt đầu mình phải gọi cho anh Tâm nói. Phải nói cho rõ ràng cái vụ này. Đây là một cái sự danh dự. Không phải là mấy người này kêu để lấy tiền xài, không có chuyện đó. Mà tại vì cô Phước là cái người vu khống cho những người này. Cô đừng có làm như vậy. Tại vì mấy người này á, đứng chị á, làm cái gì nó cũng phải có chứng minh, chứ không phải giống như cổ mà muốn đón già đón non đâu. Mà đã để ra cái mắt lòng sức mẻ này kia nọ, cái đó là cô Phước là người lớn, cổ không có làm như vậy là không có được. Không có một đứa nít nào mà tôn trọng vấn đề đó, cả nhà thấy đúng không? Ở Mỹ này nó cái gì nó mấy bây giờ em ngồi em hợp là phải em chưa không có tiền mua khách sạn đâu, cả nhà bên đây mình biết mình có con đi học. Bây giờ cái vụ tiền bạc nó xong hết đi, mình ngồi trên đó giờ xong rồi em hỏi cả nhà. Cô ngồi cô kể, cô kể cô nói đi qua bên chùa thắp ngay sư cô. Thì sư cô Nguyên á mới nói là ngày mai trên chùa của sư Tiến á, sư Tiến là cái người mà lãnh bà Xuân Lùng này qua này ở San Diego. Mà từ Orange County mình đi lên cái chùa sư cô Tiến có 45 phút thôi. Mà bà lên cộng đồng mạng bà nói đi 6-7 tiếng bà ngồi không nổi. Con nói thiệt, em nói thiệt, cộng cả nhà cho họ vào phước, bà nói chuyện sao bà không sợ kẹo lử thì có luôn, nói thiệt luôn. Nói bây giờ đó quá. Có cái gì có thì nó có, không thì nó không. Đó thì cô vợ của chú Lục Ngô á cũng muốn cô Phước đi với em lên trên cái chùa đó để cúng đại lễ. Nhiều khi mình gặp cái thầy ông cười cười không, thầy mà cười cười á lại nhiều mấy sư cô khác nói gì cười cười thôi, đừng nói lấy cái bằng chứng cho em. Cô Lý cũng muốn cô Phước với em cũng đi lên trên đó, là chú Tâm cũng đi lên chùa đó trước đi cúng lễ vô lao sao để mình lấy tin tức. Giờ bà không đi, giờ bà nói em nhảy tơi tơi bà không đi thôi, chú mất mới gì nhảy tơi tơi bà không đi thì em chở bà về em đi cũng được chị.
Mà mắc mới em phải nhảy tê tê, em làm vậy chị. Cái gì còn quan trọng để điều tra thì cổ không chịu làm. Cổ làm theo ý của cổ, cổ nằm ở nhà, cổ lo, cổ vô, cổ ôm con này kia nọ. Giờ còn có vấn đề á, cổ nói á, hai người nhân vật á, đi vô cuối cùng á, là hai người đó không đồng ý á, cho em vô, bà nói láo. Lúc khi á, bà sư cô kia ra, là em với anh Tâm ra khỏi cái chỗ khách sạn là 2 giờ chiều. Em, anh Tâm đi về Riverside, em đi về nhà em, thì anh Tâm gọi ra, em mới ra ngoài đó là đúng 2 giờ rưỡi. Em ngồi từ đó mà cho đến đó, em không biết bà Thùy tới đó mấy giờ, em không có cần biết. Mà em ngồi đó trước rồi, em ngồi ở ngoài sân trước rồi. Em ngồi đó, em chờ Thùy á, bà nói chị cô, sư cô đó như thế nào bắt đầu hả? Sư cô đó ra đi về, thì hai cái nhân vật là đi vô. Thì lúc khi con mới tới, em mới tới, em gõ cửa nó, mẹ à, cho con vô con lấy thuốc. Em đâu có, em bệnh chứ em đâu có bị khùng. Nói cho con gửi thuốc, con đau quá, con không chịu nổi, lại vào đây con lạnh lắm. Mà bà nói, trời, em hỏi cả nhà, cộng đồng mạng mà coi ly thời tiết bây giờ sao? 6-7 giờ là bắt đầu á hả, trưa nắng, chiều là nó lạnh rồi. Mà đối với người khỏe á, không biết có lạnh hay không, chứ em thấy em lạnh. Thì bắt đầu em mới xin vô lấy thuốc, cho cổ nói là mấy người kia chung vô bathroom á, trốn, nói láo. Chứng hai người đó nói, cô Phước ơi, em nhắn thời đó, em nhắn thời với bà con, cô Phước ơi, cho chị Vân vô đi, ở ngoài lạnh lắm. Mà bây giờ bà lên bà nói mấy người đó không muốn con, không muốn em vô. Bà đều nói láo hết. Em vô em lấy thuốc chứng miệng. Em tại vì em đánh trống lẻo là bởi vì em không muốn nhìn cho ta, để cho người ta quan tâm, để cho bà yên đi, để bà lấy cái lời nói của người ta. Em giả lơ để em đi ra, em đi về. Giờ xong rồi bà nói tùm lum tùm la bà hả? Bà nó không thể nào diễn tả. Hôm nay em cho em nói lần cuối đi. Em tức nhất là cái bà nó đem con lai qua đây với lại nói em múc thì coi. Cái xì kê là em nói thì cái đó là quá xúc phạm em rồi. Hả? Cái đó là xúc phạm em lắm á. Em cuộc đời em ghét nhất ai là hút xì kê á. Em nói thẳng luôn á. Bạn bè của em mà ngồi hút trước mặt em cũng gọi cái sách đó bắt á. Chứ đừng có nói chuyện. Mà trong khi bà nói em hút xì kê. Bây giờ ví dụ người ta có đi nữa. Chuyện đó chuyện cá nhân mình cũng không nên đem lên cộng đồng mạng. Mình tố cáo người ta vậy. Bà đâu phải là loại là cảnh sát cái ép đâu. Ok. Chị là nhân vật quan trọng nhất trong đây. Khi mà thí dụ như bây giờ cảnh sát mà nó điều tra ví dụ sự việc á là nó kiếm chị thôi à. Chứ đâu kiếm cô Phước làm gì? Phan mô Phật, Phan em. Sẵn là chị nói luôn, chị không nhìn nữa. Ngày hôm qua hai chị em lang thang ở ngoài tòa Westminster. Tí em sẽ nói có cho quay á, có quay á cho cả nhà mình biết á. Bây giờ chắc nghĩ thôi để em nói đi, em không muốn cho Lộc bị liên lụy đâu. Bả mà đè được ai là bả đè nhỏ tới nơi đó, để em nói cho. Em qua tòa xong, em vô chứng em là người vô tòa mà để chắc coi ngày hôm nay á ở quan tòa các quan tòa ở Westminster hôm nay xử có người Việt Nam nào hay không. Em vô anh chắc chỉ có 3 tên Việt Nam buổi sáng thôi, còn buổi chiều chỉ có 1 tên người Việt Nam thôi, không có tên mấy người kia. Em mới đi ra thì hai chị em đi qua bên cái tòa West, em qua bên cái cảnh sát Westminster là bởi vì á có nhiều tội nghiệp cho những người mà cộng đồng mạng của mình quan tâm vấn đề cái hồ sơ của sư cô á. Liên thi á, ai cũng lo hết chứ không phải là tụi em làm mà tụi em cũng quan tâm, mà người ngoài người ta cũng trông ngóng cái vấn đề đó. Cái đó mình cũng không trách người ta nữa. Thì á, bà nói á, những người nào muốn thắc mắc về cái vấn đề hồ sơ của sư cô thi á, làm ơn ra cảnh sát Westminster, cả nhà mình nghe cho kỹ có nha. Bà có nói câu đó nha. Thì ngày hôm qua em với Lộc ra rồi đó. Bây giờ em nói thẳng cho cả nhà biết luôn. Em nói anh chịu bảo ngon bảo qua bảo làm em phải đừng đụng tới thằng Lộc. Em dám đối đáp với cô Phước á. Em cho cả nhà biết tụi em do đưa tên tuổi, tên thiệt của sư cô Liên Thi, ngày bít đê của sư cô Liên Thi, ngày mất của sư cô Liên Thi và hạ pháp. Thì ở cảnh sát bắt đầu nó mới bấm ra đưa cái ngày chết năm nào đưa ra luôn. Cảnh sát đứng bấm ra. Cảnh sát nói với bên mình sao biết không, cả nhà biết không? Lúc đó em với Lộc nghe rất là buồn. Nó thiệt ra không còn tinh thần. Nó không có nhận được cái hồ sơ giấy tờ gì hết. Ok, bây giờ em sẽ cho bác bạn nghe sơ sơ cảnh sát nói là không nhận được nha. Chứ đòi bằng chứng đâu mà. Đó đưa cho cả nhà nghe đi. Bây giờ cho các bạn nghe trước nha. Trước tiên hết á là họ hỏi tên gì. Các bạn nghe kỹ nha. Last name is CUC. Number 6.
1969. Ngày khúc đó là lúc đó là đưa tên tuổi của sư cô và ngày sanh tháng đẻ để cho họ tìm. Bây giờ coi bằng nghe cái phần mà cảnh sát trả lời khúc cuối nha. Thấy chưa? Cảnh sát nói rõ ràng là trong đó không có cái gì tìm ra được hết. Nghe rõ hay chưa? Em chỉ cho nghe sơ như vậy thôi. Thì cái đó đó là hôm qua hai chị em đã vô hỏi rồi. Cảnh sát nói không có cái gì hết. Thì cái sự việc mà lúc trước á là hình như cô Phước cũng có nói là cổ không hề kêu gọi cho sư cô Liên Thi phải không? Bây giờ em sẽ nghe cho các bạn nghe cái phần mà cô Phước đã từng kêu gọi cho sư cô Liên Thi. Đưa lên hết cho cùng. Bây giờ cho các bạn nghe. Bữa nay làm cuối là không. Bây giờ sau cái video clip này đó là danh dự luôn. Tôi em thôi. Không bao giờ mà nói về cô Phước nữa. Cho dù bà chửi bên đây là chó, chửi bên đây là ngu, chửi là điên, vẫn nhịn. Tôi em dám thôi với cả nhà mình ạ. Bây giờ nha, nghe nha, để em tìm coi, chờ anh tí. Coi coi. Đây nè, các bạn nghe nhé. Đó. Đó, cái đó là bà nói là ai mà có cần giúp gì đó thì gửi thẳng cho ông Vũ. Thì ông Vũ sẽ tìm cách gửi về cho người nhà. Đó là một cái phần mà kêu gọi quyên góp đó nha các bạn. Mà lên mạng nói là hình như là kho đó là không có phải không? Nói là mình đám tụi mình đặt điều. Đặt điều, ok. Nó không có kêu gọi. Ừ, thì như vậy đi. Chị nói gì nữa không? Coi như là hôm nay là mình nói hết nha. Cũng muốn nói gì nói hết luôn. Không có quay nữa nha. Không có nói qua nói lại nữa. Tại mình nói qua nói lại nữa nhưng không hay. Lại em có cái điều này em muốn gửi cho cái chị mà viết văn á. Em không biết chị lớn hơn em hay nhỏ em không biết. Mà em xin lỗi chị nha. Không biết chị có đẹp không? Hay là thấy chị, em thấy chị nói chuyện sao nó không quá vô duyên. Kệ người ta đi chị. Không, đừng, chị đừng, nói đừng, em đó. Á là không đủ tư cách kêu thằng Vũ lấy hình của em xuống. Sao chị biết? Bây giờ em hỏi chị á, chị có làm được giống như mấy người này không? Chị đâu có làm được. Ok, bây giờ đó, luật của Mỹ đó, mà khi mà cái người chính chủ mà không cho phép dùng hình của mình á, không cần biết ai có quyền, không có quyền, người khác dùng hình của mình là mình có quyền lên tiếng, người kia bắt buộc phải gỡ xuống thôi. Cái đó là cái luật lệ của California đàng hoàng, chứ không phải nói là không có uy tín, không có gì hết. Cái này á, ví dụ như bây giờ đó, em chụp hình chị Vân mà em đưa lên Facebook hay đưa lên YouTube mà chị Vân không đồng ý, bắt buộc em phải gỡ xuống, chứ không phải là chị Vân không có tư cách gì kia em gỡ, cái đó là sai luật. Đó, cái đó em nói rõ là còn như vậy. Còn vấn đề em nói cho cả nhà biết, em lớn rồi, con Lộc nó cũng nhỏ, con Lộc nó không có cái gì mà để nó dụ dỗ em hết. Con người mình sống phải có cái trí tuệ, em không có ăn học thiệt. Mình sống mình phải dùng cái đầu óc, cái trí tuệ của mình để mình nhận xét cái đúng, cái sai, cái thật, cái giả. Ha? Chứ đừng có nói hả, bà lên bà nói em giống như không được bình thường. Xin lỗi nha, đồng ý không bình thường. Nóng tánh thì có đó, trị thuốc men nhiều quá cả nhà ơi. Ai bệnh mà không nóng tánh. Mà tại vì bởi sao em ở trong khách sạn á, em nóng tánh, em muốn điên cái cổ là bởi vì sao? Cô làm theo ý cổ, cô bắt em phải làm theo cổ. Ha? Cổ không có listen, đòi lập này, đòi lập cái kia. Cái này em có mà làm chứng. Em nói á, nếu mà làm... Ok, nãy mai nó nóng quá, mai nó tắt tiếp. Nãy mình nói tới khúc nào em cũng quên luôn rồi. Cái khúc mà em đang nói cái vụ mà cô Phước nói lập lê dụ dỗ em á. À. Em nói cho cả nhà nghe, em lớn rồi, năm nay em 50 mấy tuổi rồi. Ha. Em còn biết nhận xét cái đúng cái sai. Ha. Mình phải sống có cái trí tuệ để mình nhận ra cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không có ai dụ dỗ con dân này được hết á. Mấy đứa con Lan này nó thiệt á, một khi mà hả? Nó cũng ngang lắm chứ không phải dễ đâu. Mà người nào uống được nó là người đó cũng rất là cao cơ đó. Mà tại vì cái ngang của nó biết nhận ra đúng với sai. Chứ đừng bao giờ đem lọc lê đâu nói hả? Là hả? Lọc lê hả? Xui khiến kéo lôi đưa dân. Đừng có đổ tội người ta vậy. Đây là dân cách làm đó. Dân nói cho cô Phước biết. Đây là dân cách gì á? Dân nhìn được cái người nào tốt, người nào xấu. Người nào câu like, người nào không câu like.
dân nó nhìn ra được mà. Còn cái người nào mà làm chân thật, tận tình, ha, manh mối, còn cái người mà nói bằng cái miệng mà không thấy manh mối đâu á, linh dân nó không dám làm, mất công mất độ vệ có ngày hả. Nói thiệt á, mất công tôi xấu hổ với cộng đồng mạng nữa, nên tôi rút chân nó ra cho lẹ lẹ. Vậy nghe nói không mà không có chứng minh đó. Bây giờ cũng như cái vụ như này, giấy tờ cộng đồng mạng ký đó bây giờ đâu, chữ ký đâu, nó nằm ở đâu, đâu thấy đâu. Cô nói đi ra cảnh sát bắt tờ hỏi đó, giờ ra đâu thấy đâu, đâu có. Ok, thì trong cái dự án của cô Liên Thi đó, cái người nhân vật chính á, cũng vẫn là chị Vân thôi chứ không phải là cô Phước. Cô Phước chỉ là người ngoài vòng, khi mà cảnh sát mà khi mà mình cái hồ sơ mà nó có mở đi mà cảnh sát là người cần thẩm cung á, khẩu này lấy thẩm cung hả, khẩu cung hả, lấy khẩu cung á là hỏi chị Vân chứ không bao giờ mà hỏi cô Phước. Tại vì cảnh sát không bao giờ muốn liên quan, muốn hỏi những người mà ngoài cuộc cả. Thì cái đó là cái điều thứ nhất. Thì cái điều thứ hai đó là bây giờ đó là họ thật này, chị có thương sư cô Liên Thi không? Trời ơi, thương phải không? Em nói gì vậy? Ý là em phải hỏi, phải chị phải trả lời chứ. Đó, chị thương sư cô lắm đó. Thì thương sư cô Liên Thi tâm sự nhiều lắm. Rất là, em có xin một số người nữa muốn rửa oan cho sư cô Liên Thi, là những cái số người này là đã gặp sư cô Liên Thi và tiếp xúc với sư cô Liên Thi những chuỗi ngày mà trước khi chết. Đúng. Thì họ cũng muốn muốn như vậy. Em còn gặp thêm ba nhân vật nữa, thì sau đó đó em sẽ gọi xuống họp lại coi ai chịu đồng ý la ra làm nhân chứng. Thì sau khi mà đồng ý hết rồi đó thì lúc đó đó ta sẽ đi đi chưa đi gặp luật sư. Tại cái này á, là phải có luật sư, phải có luật sư nhúng tay vào mới được, chứ không phải mình đúng nói rồi bằng miệng là mình đi nộp, cái cảnh sát nó làm đâu các đúng bạn rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ em nói thẳng theo đúng luật đề lệ đàng hoàng nha, mình gặp luật sư. Thì sau khi mà hai bên mà bàn phán nhau đồng ý hết rồi đó, thì lúc đó mình sẽ nhờ tới người nhà của cô sư cô Liên Thi ký một cái giấy ủy quyền để cho bên đây, để cho cũng như luật sư, để mà luật sư lấy cái giấy đó để mà đi ra ngoài tòa án để mà lấy những cái hồ sơ liên quan tới sư cô Liên Thi về cái chết năm năm 2010, chứ không phải nộp một cái là cái tài không có đâu. Ở Mỹ không có giấy ủy quyền đó, nó mới nhận hồ sơ nha. Ở Mỹ cái gì mình cũng phải bỏ tiền hết chứ không có free đâu. Cho nên khi mà luật sư mà giờ khi mà luật sư lấy được những cái giấy mà tại khám sát tại sao mà chết, giờ khẩu cung những cái thời buổi đó cảnh sát lấy khẩu cung ai, thì luật sư sẽ tham khảo những cái chuyện đó, rồi luật sư sẽ hỏi bên nhân chứng bên đây, lấy khẩu cung bên đây và dưới bên cảnh sát nữa, rồi để sau đó là bắt đầu điều tra như thế nào. Cái giai đoạn nó rất là dài, có nhiều cái giai đoạn, chứ nhiều cái case nó điều tra tới 10 năm luôn chứ bạn, chứ không phải là nó nói mình lên mình nộp giấy này nó cái là cảnh sát nó làm việc đâu. Thì hôm qua em tới rồi đó, là trong hồ sơ Westminster Police á, cảnh sát Westminster là không có cái case gì của sư cô Liên Thi cả. Thì cái đó làm cho các bạn biết như vậy đó, là nó thật đó. Cho nên bởi vì hôm qua mới nói các bạn cứ đoán đi. Tại vì em không muốn nói lên cái sự thật rồi, là không muốn cái cô Phước của người ta thắc mắc về cô Phước rồi, cho nên em đã cắt bỏ những cái khúc đó mà người ta cứ nói là em úp mở, hôm nay em nói thẳng luôn rồi đó, thì các bạn cũng hiểu tại sao rồi chứ gì. Thì bây giờ cái trước tiên hết á là phải gặp thêm ba nhân vật nữa. Là chị nhớ hôm bữa mà em có gặp một sư cô nói chuyện không? Đúng. Em có cho nghe những cái cho bằng chứng không? Đúng. Đó, thì sư cô á, em có nói sư cô có một người này rất là đặc biệt, nếu như mà giúp ta được á thì sẽ thành công trong cái này, kết quả nhiều hơn, cho nên sư cô đó đồng ý hợp tác. Cho nên bây giờ đó thì các bạn cứ chờ đi nha. Sau khi cái clip này là em không có nói gì về cô Hoài Phước cả, không bao giờ nói về những gì về cô Phước cả. Chị cũng không đừng bao giờ lên tiếng nữa, cho dù cô Phước có chửi mình, có mắng mình, có nói mình ngu dốt hay ngu gì đó, cô View đó cũng đừng lên nói nữa. Chị đồng ý không? Đừng lên nữa ha. Đúng, em hứa rồi, chị hứa cho cộng đồng mạng rồi, không nói. Thì sau cái clip này là không bao giờ nói nữa, cho dù bên kia có nói nặng nói gì đó cũng coi như là để qua tay đi, không thèm để ý tới nữa. Mình chỉ lo cái việc của mình từ đây thôi, phải không? Đúng. Hứa ha. Đúng, sure. Đó, hứa. Bây giờ hứa đó, bây giờ là chỉ là bắt tay vào mình làm cái vụ sư cô Liên Thi thôi, chứ không bao giờ tranh cãi với cô Phước nữa. Thì bây giờ cổ lên nói gì còn nói. Thì bây giờ em với chị Vân sẽ làm như vậy. Nổ đây, nổ cũng được nữa, muốn làm gì làm. Mấy ngày này mệt mỏi lắm mà kiệt sức quá. Không quá. Giết quá hả? Nghe mà bất ngờ luôn. Không ngủ luôn á. Ôi, nói thảm tội nghe trời, nghĩ thấy công ơn cô Phước lớn với sợ đưa mấy đứa con lai qua đây. Ông nội ơi. Cô đang nên nhớ kỹ một điều nha, cô đang xuống đất nước của quê hương cha tôi đó. Xứ này xứ của nội của tôi đó. Nên lúc nào tôi cũng binh chính phủ Hoa Kỳ đó. Đây là quê hương nội tôi mà. Còn quê hương ngoại tôi bên Việt Nam á. Nên nhớ kỹ nha cô, okay. Cô đang sống tạm đất nước của cha tôi đó. Cứ vậy đi, đừng nói qua nói lại, nói qua nói lại hoài không có hay đâu. Cho nên cái video này sẽ là video cuối cùng.
không bao giờ nói về cái vụ của cô Phước nữa, không tranh cãi không gì hết. Bên kia có chửi gì cứ chửi, không cần quan tâm tới nữa. Này, bắt tay. Dạ, à, bắt tay rồi nha, quyết định rồi nha. Có đưa tay thờ với cô cả nhà. Thề rồi phải không? Tay thờ đàng hoàng mà. À, thề rồi, tức là Mỹ không. Mỹ rồi đó, cứ bàn tay đưa lên làm kiểu như đó. Tức là mình thề rồi đó. Thật tay giả đó nha. Ừ, thề rồi đó. Tức là từ nay là không nói tới nữa. À, không? Thôi còn chị có muốn bổ sung thêm gì nữa trước khi mình chấm dứt cái video không? Thôi giờ nó coi như đã đủ rồi. Như đó đủ rồi trời ha. Ơi, ít nó hay hơn nó nhiều quá. Đúng rồi. Nó dai nó dở. Thì em chỉ nói có như đó thôi. Còn các bạn, các đồng cộng đồng mạng nghĩ sao thì cũng được. Cứ nghĩ em câu view, câu like hay người xấu xa gì đó cũng được. Muốn nghĩ sao cũng được. Em không có trách. Tại vì mình người trong cuộc là mình đã nhìn được bên kia như thế nào rồi. Chỉ có người trong chân mới biết trong chân có rợn. Đúng, phải không? Có rợn. À, không? Cho nên chỉ nói như đó ở thôi. Ở trong cuộc mình mới biết. Đúng, cho nên dạ mình côn dạ dạy. Mình chỉ nói cái như đó thôi, thì ai hiểu được gì thì cứ hiểu. Thì các bạn, em có nhận được thông tin gì về sư cô Liên Thi thì em sẽ cho các bạn biết sau này. Đúng, đúng, còn đúng. Hiện tại bây giờ là không có tranh cãi về cái cô Phước gì nữa không hết. Không có đem cái tên á Huệ Phước vô trong cái màn của mấy người này được. Không bao giờ đem nữa đâu. Tụi em bỏ qua một bên rồi. Thì bây giờ bên kia có chửi có mắng gì đó thì cũng mặc kệ. Cứ nói sao nói, bây giờ là từ đây sẽ im. Đó là lời hứa danh dự nha. Em đã từng hứa, em đã từng vạch mặt biết bao nhiêu YouTuber, em nói là không làm nữa là sẽ không làm. Thì chỉ nói như vậy thôi, thì các bạn mà theo dõi em cũng đã hiểu. Bây giờ chị là gửi lời chào đi nè. Dạ, em xin chúc cả nhà dồi dào sức khỏe, bây giờ chúc hoài ngày nào cũng chúc. Chống dịch. Mà hết khỏe và chống dịch đúng không? Giờ thấy nhức đầu cũng thấy cũng cả nhà mình cũng nhức đầu nhức cổ, có nghe tào lao gì đâu, xàm xí không, tranh đua tranh cãi không. Em biết chứ. À, bây giờ kệ đi, khổ lắm. Bây giờ chị cứ nghỉ ngơi, cứ yên tĩnh cái đầu óc, phải không? Có cần đi đâu đi đó, chơi vui đi biển rồi cứ gọi em rảnh em sẽ chở chị đi. Thôi không có đi biển đâu, mình không có thích đi biển đâu. Biển sao đừng có ai lên mình nói tùy một lần á, người khác cái bệnh của em kỳ lắm, ai mà nói hả xúc phạm cái gì mình, em thấy sai trái một cái là em ấm ức. Ấm ức là bắt đầu em tức em ngủ được, cái đó là cái bệnh của em. Tức là mình là người thật. Chứ không phải là em nhiều cái không có muốn nghe. Thôi được rồi chị. Em có muốn nghe một con cái nhiều khi mình thấy người ta quá phức ức kì. Được rồi, chạy đi, nhịn đi. Bây giờ sao cái này á? Em như con người, bao nhiêu người khác em đâu phải là một con thú vật nào mà không biết nỗi đau của em. Thôi được rồi, đừng có vậy ha. Bây giờ cứ như vậy đi. Mình cứ từ nay trở đi đó là chị cứ đừng có nghe gì hết á. Phải không? Mình cứ bình tĩnh. Ai nói thì nói kệ. Phải không? Mình coi như là mình xong. Ok, vậy là chấm dứt cái video tại đây nha. Từ đây là sẽ không có tên Hoài Phước hay là tên Phước gì ở trong cái clip sau này hết. Thì Vũ ơi, nhớ lấy mấy cái hình ảnh của chị xuống nha Vũ. Chị nói em rất nhiều lắm á. Ok, vậy thôi hai chị em chấm dứt cái video tại đây nha. Bấm chào cả nhà. Dạ, xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye, nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết nha. Đặc biệt nhất là nhớ đăng ký. Xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.